Ok, và hello anh em nhé, chào anh em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Legend Dino nhé. Và nếu anh em nào thích thì hãy để lại cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ. Nó động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Ok, vui vua gì ấy, vui về viên. Ôi, hai con này đang đấm nhau à? Không có cốt, hôm nay không có cốt anh em nhé. Rất là bất ngờ, ui, chứ khủng long 4 đến 5 sao nhân 1 luôn, chuất thật sự luôn. Nhưng mà phải xem quảng cáo thì mới phải mở quả trứng ra. Chắc là tôi sẽ được một con khủng long 4 sao đây anh em. Tôi đoán là tôi sẽ được một khủng long 4 sao. Tôi mở cái kia ra. Qua mất khoảng 5.000 để tôi mở cái này ra mà cũng chẳng được cái gì mới à. Thật sự là hơi điên này. Hơi đen này. Đây, chứ 4 đến 5 sao và up thì nó sẽ tăng cái tốc độ lên. Bằng cách là xem trên cái quảng cáo thì chúng ta sẽ có thể là tăng được cái tốc độ của cái này lên nhá. Rằng đây đã đang tải cái video về câu cá lên anh em ạ. Ok, đợi xíu anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ ấn X ra ngoài. Đây là nó bắt đầu là chưa, chỉ có 2 phút rồi. Thôi tí quay lại. Tí nó quay lại nha. Đấu cái gì bây giờ? Vấn đề là đấu cái quái gì bây giờ? Game thì nó cũng chỉ có như thế thôi. Và vấn đề là không có cái đá tiến hóa. Cuộc đời nó chỉ là nhỏ thế nhỉ. Ui. Ui con hổ đẹp hết. Con hổ đẹp thế nhỉ. Nhưng mà vấn đề là không có đá tiến hóa. Khá là quỳ anh em ạ, khá là quỳ luôn. Không biết là làm nào để có được đá tiến hóa để cho con này lên cấp à? Nghĩ mà nó cay à. Khủng long của tôi này, đây những con khủng long mạnh nhất rồi, tại vì hai con này nó cũng không thể lên được, nên chúng ta sẽ cho cái con con nước của chúng ta lên thôi nhé. Mình vừa up lên nhé, mắc của nó sẽ lên được. Fuck you, nó không lên được một cấp nào cơ ạ. Ảo ma Canada thật. Khá là chịu luôn, khá là quỳ luôn. Ok, rồi. Chiến anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ nạp linh hồn phát này. Với con này thì mình dễ bị hạ. Ô, sao lại yếu nhỉ? Căn bản nó yếu dã man. Ồ, khỏe đấy. Con mình cũng là khỏe lắm rồi, nhưng mà chỉ có tiến hóa thôi. Hai cái con này, con chim và con sói chỉ có tiến hóa nên là mắc bá anh em ạ. Tôi phải nói như vậy nhưng mà vấn đề là không tiến hóa được. Hiện tại đã không tiến hóa được, không biết là làm nào để tiến hóa luôn. Nó khá là quỳ à. Tấn công và tấn công. Ô, không thể tấn công luôn. Không thể tấn công luôn. Ok, phục hồi ngay. Bây giờ nó mới tấn công anh em ạ. Tăng tốc lên à. Đòn bão đôi anh em. Nó có thủ không nhỉ? Không không không, may quá. Hai đòn rất là khỏe. Rồi, chúng ta sẽ đấm nó phát. Rồi ok, chúng ta sẽ thủ hay là làm gì ấy? Không 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 thủ, không thủ nữa, không thủ luôn, không thèm thủ luôn anh em. Rồi let's go, và chúng ta sẽ đòn bão đôi, chắc đấm được, đấm đó. Thắng luôn, có thêm vài điểm. Nó rất là vấn đề anh em ạ, nó có một vài cái vấn đề nó rất là buồn cười là làm nào để đánh bọn này. Có vé đổi thì tiến hóa ở đây. Cái quan trọng là cái này này, còn hơn 5 tiếng nữa. Ô, vừa giảm từ 8 tiếng rồi còn hơn 5 tiếng nữa. Xem thêm hai lần nữa để lấy nào. Ôi, chắc tôi phải trở lại với Dream City thôi, sắp có đủ đôi Heroic rồi anh em ạ.
Rồi. Tắt cái này đi gái. Rồi, ok. Đã xong anh em. Oh, nice. Đấu trường. Đấm tiếp. Ok. Rồi ok anh em, đấm thôi. Còn đợi chờ gì nữa? Hay nhỉ. Đòn mạnh của mình, là tấn công mạnh của mình đã bị nó triệt tiêu rồi anh em ạ, hay thật sự luôn. Ủa. Khá khỏe. Thật sự khá khỏe. Tấn công phát nào đây? Nó có ba thôi mà. Có lẽ lần này nó sẽ thủ anh em ạ. Tôi đoán là nó sẽ thủ thôi. Như vậy thì mình sẽ tiếp tục là mình bút lên. Đấy, tôi thấy đoán nha. Chuẩn không anh em? Bạo đội. Ui, lại phòng thủ tiếp. Phòng thủ với tao á. Và nó. Ô bây giờ nó được sử dụng cái hồi ạ. Đòn đuôi mạnh. Khá gớm à, chết luôn. Còn một con cuối cùng level 13. Không đủ tuổi rồi. Mấy thanh niên này không đủ tuổi đấm mình rồi. Và phát nạp linh hồn này, có một con này đòn bão đôi kiểu gì chả chết, phản công móng gai nhọn tuổi tôm nha anh em. Rồi ok, chúng ta sẽ ấn X1 xong luôn anh em nhá. Và chúng ta sẽ tiếp tục ấn xác nhận này. Đó. Bắt khủng long. Đó. Vấn đề là cái máy ấp của tôi nó vẫn chưa xong anh em ạ. Chắc tôi phải xem thêm khoảng 3 lần nữa, 3 đến 2 chắc là tầm lần này với thêm một lần nữa, có lẽ là vậy. Rồi, ok anh em ơi, cho tận x ra ngoài và đấy, bắt đầu nó đã bắt đầu lại tiếp tục rồi, bắt đầu nó xoay 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 quay 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 các kiểu, nhìn trông khá hay. Nhiệm vụ thành tựu có game thêm game nhưng mà cũng không để làm gì, cũng không để làm gì. Tôi đang muốn xem con khủng long kia nó khủng long gì thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Cái này tiết kiệm thêm cái coin đấy thôi, đồ mới đến sáng sau. Hình như là không 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 tiêu cái điểm này là nó sẽ bị mất hay sao ấy nhỉ, phải không? Có lẽ vậy. Đang cái đối thủ bây giờ rồi tiếp vào chiến anh em lên. Đấy, bên mình chém nó nào ấy. Ok. Nạp linh hồn, chém phát nữa chắc là tèo. Con này bắt buộc phải tấn công anh em ạ, không tấn công không được ấy. Mình như chỉ có tấn công, mình không không không, không lùi. Mình không lùi anh em ạ, kệ nó. Mình có phản đâu. Bây giờ mình mới vả nó mà. Chắc bây giờ nó sẽ thủ. Ô, hay nhỉ. Bây giờ lại phản công, sau tận hai lần phản công vậy. Khá dị. Chiêu này làm sao mà ui, chiêu này chắc là khỏe đây. Ôi sao chiêu yếu nhỉ? Nó đang hấp thụ cái gì đó mà sao nó khỏe ta? Rồi, một con xong. Mình không thèm dùng cái con kia luôn. Vả luôn. Đợi cái gì nữa đúng không? Phục hồi và đấm luôn thẳng mồm luôn, chết luôn.
Nice, đợi có 4 sao xuất hiện được, không biết là nó sẽ như thế nào. Cùng đợi xem nhá. Xác nhận này. Thêm đồng quả trứng khủng long nữa. Đây rồi, hình như nó sẽ nở rồi. Ui vẫn chưa nở anh em ạ. Giờ còn lại một dùng 12 game luôn, đỡ phải xem quảng cáo anh em. Có gì đấy, 5 sao. 2 3 4. Fuck. Đều con khủng long nước anh em ạ, Spinosaurus nước. À, cùng xem con Spinosaurus nước là nó sẽ có dạng như thế nào nhé. Spinosaurus nước là con này không? Hakune. Không, con này là cũng 4 sao thôi, đúng là nó chính xác là con Spinosaurus nước. Rồi và chúng ta cái nhé.